hướng dẫn sử dụng két sắt điện tử Việt Tiệp. Thì bước 1, các bạn phải cắm cái chìa khóa chính vào. Đây, cắm cái chìa khóa chính vào, xoay sang phải, sau đó rút chìa khóa ra. Bước 2 là các bạn ấn thăng, ấn mã số ban đầu là 1, 2, 3, 4, ấn thăng. Sau đó xoay tay cầm sang phải và kéo cánh ra để mở két. Còn cái bên trong này có một ngăn khóa riêng, các bạn chỉ cần xoay sang phải và mở ra để lấy đồ. Nếu các bạn muốn đổi mật khẩu của két sắt thì bên trong có nút ấn reset màu xanh, các bạn ấn nhả. Sau đó các bạn nhập mật khẩu mới 5678, có thể nhập đến 8 ký tự, sau đó kết thúc bằng phím thăng. Sau đó mình sẽ khóa két sắt lại, mình sẽ mở thử bằng cách là thăng, nhập cái mã vừa đổi, ấn thăng, sau đó xoay để mở két sắt ra. Thì đấy là cách đổi mật khẩu và cách mở thử két sắt. Khi mà két sắt bị hết pin hoặc là quên mật khẩu thì các bạn làm như sau. Thì két sắt thì có trang bị cho sẵn mình hai cái chìa khóa khẩn cấp. Để mở két sắt thì khi hết pin thì các bạn làm như sau. Cũng phải xoay chìa khóa sang phải này. Sau đó mình sẽ dùng cái chìa khóa khẩn cấp này cắm vào, xoay ngược chiều kim đồng hồ, sau đó xoay để mở két sắt ra. Và mình thay pin cho két sắt ở đây. Nhớ là thay pin tốt, chất lượng để cho két sắt được bền và sử dụng ổn định. Trong trường hợp mà két sắt bị hết pin mà mình chưa kịp mở ra thì két sắt có trang bị cho mình cái hộp tiếp pin dự phòng. Mình sẽ cho pin vào trong cái hộp này. Sau đó mình sẽ cỡ ở dưới này có cái lỗ cắm để mình cắm lại cái tiếp pin. Đó. Cắm xong thì cái màn hình nó sáng lên thì mình ấn mở như bình thường. Đó. Rồi mình thay cái pin ở bên trong này. Và nhớ là thay pin tốt chất lượng để cho két sắt được bền và ổn định. Thì đấy là cách mở két sắt bằng hộp và tiếp pin két sắt. Để kích hoạt chế độ báo động cho két sắt thì bằng cách là ấn số 0 trên bàn phím. Sau đó màn hình tối đi. Mà nếu ai đó mà đập vào két sắt thì lập tức là két sắt sẽ hú còi tại chỗ để cảnh báo trộm đang đập phá hoặc là di chuyển két sắt.